Lão Đế Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, lúc 12 giờ trưa ngày thứ tư, mùng 8 tháng 7, Đức Thánh Cha đã đáp máy bay sang La Paz, thủ đô Bolivia, đến nơi vào 4 giờ rưỡi chiều Ra đón Đức Thánh Cha tại sân thang máy bay là Tổng thống Evo Morales cùng với các thiếu nhi Bolivia trong lễ phục truyền thống. Đức Thánh Cha và Tổng thống Evo Morales đã duyệt qua hàng quân dân dự. Ông Morales là một người theo khuyên hướng Cộng sản và là vị Tổng thống người bản địa đầu tiên trong lịch sử Bolivia. Khi mới được bầu vào chức vụ Tổng thống vào năm 2006, ông Morales đã theo đuổi một đường lối đối đầu với các giám mục nước này và coi giáo hội công giáo là kẻ thù chính của mình. Tuy nhiên, quan hệ của ông với giáo hội công giáo đã trở nên tốt đẹp hơn từ sau khi Đức Thánh Cha Francisco được bầu vào ngôi giáo hoàng. Tháng 10 năm 2014, ông đã sang Roma để tham dự hội nghị về các phong trào bình dân do Hội đồng Giáo hoàng về công lý và hòa bình tổ chức. Đó cũng là lần thứ hai ông gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài diễn văn ngắn tại vi trường El Auto, Đức Đánh Cha nói: là một người gắt và là một người hành hương, tôi đến đây để củng cố niềm tin của những người tin vào Chúa Kitô vô Sinh. Để trong cuộc lữ hành của chúng tôi trên trái đất này, các tín hữu chúng tôi có thể làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa Kitô là men cho một thế giới tốt hơn và cộng tác nhiều hơn trong việc xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ. Ông Morale đã tặng Đức Thánh Cha một cây búa có một lưỡi liềm là biểu tượng của Cộng sản, nhưng trên đó có Chúa Giêsu xu giang tay trên thánh giá. Các nguồn tin ghi nhận Đức Thánh Cha đã lộ vẻ khó chịu khi thấy món quà này. Ngài đã đến thăm Tổng thống tại tòa nhà chính phủ lúc 6 giờ chiều, rồi gặp gỡ chính quyền dân sự lúc 7 giờ tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Trong diễn từ tại đây, Đức Thánh Cha nói Kính thưa Tổng thống, kính thưa các nhà cầm quyền cao quý, kính thưa các hiện huynh giám mục, anh chị em thân mến ở đầu chuyến thăm của vụ của tôi tôi cầu xin hòa bình và thịnh vượng xuống trên mọi người dân của đất nước này tôi cảm ơn tổng thống của quốc gia đa sắc tộc bolivia vì sự tiếp đón nồng hậu và lời lẽ chào mừng tốt đẹp của ngài tôi cũng xin cảm ơn các bộ trưởng chính phủ và các nhà chức trách quốc gia quân đội và cảnh sát quốc gia vì sự hiện diện của quý vị tôi xin chào kính các hiền huynh giám mục các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các anh chị em giáo dân và toàn thể giáo hội lữ hành của Bolivia. Trong một tinh thần hiệp thông trong Chúa, tôi đặc biệt nghĩ tới các con trai, con gái của lãnh thổ này. Vì nhiều lý do khác nhau đã phải đi tìm mảnh đất khác để cư ngụ. Một nơi khác, ở nơi đó trái đất cho phép họ trở thành hữu dụng và tìm được các khả thể ở trong đời. Tôi rất hài lòng được có mặt ở đây trên xứ sở đẹp đẽ có một không hai này được thiên chúa chúc phúc suốt các vùng khác nhau cao nguyên và thung lũng miền amazon các sa mạc và những mặt hồ không gì sánh kịp lời mở đầu hiếm hóc của quý vị đã dành một mô tả thơ mộng cho vẻ đẹp tự nhiên này thời xa xưa núi mọc lên sông nổi dòng và hồ thành hình vùng amazon của ta đầm lầy và các cao nguyên của ta các đồng bằng cùng thung lũng được trải đầy cây cỏ và hoa lá nó làm tôi hiểu một lần nữa rằng thay vì là một vấn đề phải giải quyết thế giới là một màu nhiệm vui tươi để chiêm ngắm với niềm hân hoan và tạ ơn nhưng trên hết bolivia là lãnh thổ được chúc phúc nơi người dân của nó đây là tổ ấm của rất nhiều nền văn hóa và sắc dân khác nhau vừa là nguồn vĩ đại để phong phú hóa vừa là lời mời gọi không ngừng phải tôn trọng và đối thoại hỗ thương ở đây có những dân tộc cổ xưa và những dân tộc bản địa gần đây hơn. Ngôn ngữ Tây Ban Nha được đem đến lãnh thổ này hiện đang vui vẻ cùng sống với 36 ngôn ngữ bản địa. Những ngôn ngữ đến với nhau để tạo nên vẻ đẹp và sự hợp nhất trong sự đa dạng, giống như màu đỏ và màu vàng trong các loại hoa quốc gia Cantura và Batusu. Việc công bố tin mừng đã bén rễ sâu vào lãnh thổ và người dân ở đây và qua năm tháng tin mừng tiếp tục rọi sáng lên xã hội góp phần vào việc phát triển quốc gia và lên khuôn nền văn hóa của nó. Trong tư cách là một người khách và là một người hành hương, tôi đến để củng cố đức tin của những người tin vào Chúa Kitô Tô Sinh, để cuộc hành hương trên cõi đời này, các tín hữu chúng tôi có thể trở thành chứng nhân cho tình yêu của người, thành men cho một thế giới tốt đẹp hơn và thành những người hợp tác trong việc xây dựng một xã hội công bình và huynh đệ hơn. Bolivia đang thực hiện những bước quan trọng hướng tới việc bao gồm nhiều giới khác nhau vào đời sống kinh tế xã hội và chính trị của đất nước hiến pháp của quý vị nhìn nhận quyền của các cá nhân các nhóm thiểu số và môi trường tự nhiên và cung cấp cho các định chế để họ cổ vũ chúng muốn đạt được các mục tiêu này cần phải có một tinh thần hợp tác và đối thoại công dân cũng như sự tham dự của các cá nhân và các nhóm xã hội vào những vấn đề được mọi người lưu tâm việc thăng tiến toàn bộ một quốc gia đòi các cá nhân phải biết đánh giá các giá trị cao hơn và việc họ phải càng ngày càng xích lại gần nhau hơn trong các lý tưởng chung mà mọi người có thể làm việc với nhau không ai bị loại trừ hay lãng quên một tăng trưởng chỉ có tính vật chất sẽ luôn có nguy cơ tạo ra các chia rẽ mới sự giàu có của một số người được xây dựng trên cảnh nghèo của người khác do đó ngoài sự trong sáng định chế sự hợp nhất xã hội đòi phải có các cố gắng để cổ vũ nền giáo dục công dân trong những ngày sắp tới tôi muốn quyết khích ơn gọi của các môn đệ Chúa Kitô biết chia sẻ niềm vui tin mừng trở thành muối đất và ánh sáng thế gian tiếng nói của các giám mục một tiếng nói cần phải có tính tiên tri ngỏ lời với xã hội nhân dân giáo hội mẹ chúng ta theo ưu tiên chọn người nghèo của tin mừng tình bác ái anh em vốn là biểu thức sống động của giới văn mới của Chúa Giêsu đã được phát biểu trong các chương trình, công trình và định chế nhằm làm cho việc phát triển toàn bộ con người cũng như để chăm sóc và bảo vệ những ai yếu thế nhất. Chúng ta không thể tin Thiên Chúa Cha nếu không nhìn mọi người như anh chị em và chúng ta không thể theo Chúa Giêsu nếu không hiến đời ta cho những người mà chính vì họ người đã chết trên thập giá. Trong một thời đại khi các giá trị nền tảng thường bị quên lãng hay bó méo gia đình đáng được các người có trách nhiệm đối với ích chung chú ý đặc biệt vì gia đình là tế bào căn bản của xã hội các gia đình phát huy các mối dây hợp nhất bền vững trên đó việc sống chung nhân bản được đặt cơ sở và qua việc cưu mang và giáo dục con cái họ bảo đảm việc đổi mới xã hội giáo hội cũng cảm thấy một quan tâm đặc biệt đối với giới trẻ những người nhờ cam kết đối với tức tin và trân trọng các lý tưởng cao vời là hứa hẹn của tương lai những lính canh công bố ánh sáng của hừng đông và mùa xuân mới của tin mừng kính thưa tổng thống anh chị em thân mến tôi cảm ơn quý vị về sự hiện diện của quý vị trong mấy ngày này chúng ta có thể mong chờ những thời khắc gặp gỡ đối thoại và cực hành đức tin tôi rất hài lòng được có mặt ở đây tại một đất nước tự xưng mình là duy hòa bình một đất nước phát huy nền văn hóa hòa bình và quyền hòa bình tôi xin phó thác chuyến viếng thăm này cho nữ trinh diễm phúc cô ba Nữ vương Bolivia Và tôi cầu xin Ngài Gia trả mọi con cái của Ngài Xin cảm ơn quý vị Xin Chúa chúc lành cho quý vị Gia La La Vạn Tuế Bolivia chương trình của chúng tôi đến đây là hết xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv at net xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới lầu đế tua giêsu christos ngợi khen chúa giêsu kitô